Xin chào tất cả mọi người. Oh wow, các em tuyệt quá. Tớ cũng muốn. Còn đó là ai vậy? Xin chào người đẹp. Cậu có khỏe không? Wow, đẹp trai quá. Ê, cậu bị đóng băng cái gì vậy? Tuyệt, tôi nghĩ đây là lý do tuyệt vời để ăn kem của cậu ở đấy. Ê, cậu không thể giấu hổ sao? Nó là của tớ mà. Oh wow, trời ạ, kem là của tớ sao? Tuyệt quá. Vì vậy á, như thế là xấu ăn cắp của người khác hay nhá. Ôi, nó rất ngon. Trời ơi, ai đã làm cái này đây? Tại sao lại như vậy? Này nhá, tớ sẽ dạy cho các bạn một bài học. Các bạn cứ đợi đấy. Mình nghĩ nên xem bên trong có gì. Ừ, tớ đồng ý. Hết rồi sao? Một cái cho người ba người. Ừ, không đủ, làm sao bây giờ nhỉ? Ok. Tớ nghĩ là tớ biết phải làm gì rồi. Tớ đến lúc phải rút thẻ rồi. Trời ơi, tớ thậm chí cũng không được thử bánh quy. Ừ, hơi xích xẻo rồi. Trước khi tớ làm điều đó nhanh chóng. Không, cậu ơi, sẽ không làm trà vào bánh của chúng tớ đâu. Bây giờ tớ sẽ rút thẻ. Tớ sẽ được cắn nó, tuyệt vời. Vậy là tớ sẽ phải liếm nó sao? Nhưng mà tớ muốn ăn nó cơ. Chỉ có tớ hôm nay may mắn thôi. Mặc dù tớ có một ý tưởng này rồi. Samantha, tớ sẽ là người đi trước nhá. Ừ, ok. Cậu sẽ không được ăn nó đâu mà. Tớ sẽ không được ăn nó, nhưng mà tớ sẽ liếm phần ngon nhất. Đó là phần nhân. Cái gì? Trời ơi, cậu không để lại cho tớ sao? Đừng lo, dành riêng cho cậu tớ đã chuẩn bị nước dãi rồi. Đấy, nhận lấy đi, chúc cậu ăn ngon miệng nhá. Nước miếng của tớ còn rất là tốt đấy chứ. Eo ơi, thật là một cơn ác mộng, ghê thởm quá đi mất. Eo ơi, trời ơi, như kiểu tớ bị chó liếm vậy. Ê, còn tớ thì sao? Eo ơi, thật là ghê tởm. Tớ đến lúc phải mở rồi. Lần này tớ làm được không? Chúng ta hãy cùng xem có gì ở đấy nhá. Ôi, có vẻ như là ăn đòn no rồi. Có lẽ là nó là sô-cô-la thì sao? Chúng ta có thể thử mà. Ai không, 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 không phải sô-cô-la đâu, quá đi mất. Trời ạ, nó lại là con thật nữa chứ. Thật là ghê tởm. Đây là một cái gai mà. Đây, tớ có một cái này rồi. Bây giờ chúng sẽ giúp cậu thôi. Cảm ơn nha Jack, cậu là một người đàn ông thực sự. Tớ đến lúc phải rút thẻ rồi. Okay. Mong là không được. Ôi trời ạ, may quá, tớ không phải làm gì cả. Còn tớ sẽ phải liếm nó sao? Còn tớ phải cắn, trời ơi thật là kinh tởm. Ừ, không may mắn rồi. Trời ạ, bây giờ cậu hãy thử đi. Không, tớ không thử đâu. Cậu phải thử. Ôi trời ạ, nhưng những đứa trẻ vậy. Cái này là của cậu, không phải của cậu. Thôi đủ rồi, trời ơi. Có lẽ các bạn nên oản tù tí đi. Ừ, ý tưởng đấy chứ. Oản tù tí. Ha, trời ạ, tớ đáng rồi. Nào Jack, cậu là người đầu tiên liếm thứ kinh tởm này. Thôi ít nhất là công bằng rồi. Ấy, đau quá, trời ơi. Ôi không. Cố lên. Trời ạ, tớ chỉ đùa thôi. Lưỡi tớ thực sự là không sao. Trời đồ ngu ngốc. Bây giờ cậu sẽ phải liếm cây xương rồng thật rồi đấy. Chính xác. Tớ sẽ thử cái này. Bây giờ tớ sẽ không bảo hiểm đâu. Tớ có ý tưởng cách làm như thế nào cho cây rồng trở nên vô hại luôn. Đấy, như này thì nó sẽ không cắn được. Ai đau quá. Trời ạ, bay hết vào người tớ rồi đấy này. Ôi, người tớ đầy gai. Đấy, nhưng mà tớ có thể liếm nó như bình thường. Còn cậu có thể cắn nó. Nào, bây giờ tớ sẽ thử. Eo ơi, trời ạ. Eo ơi, cái này ghê thật đấy. Eo ơi, cái này ghê quá. Trời ơi, tại sao lại vào người tớ? Trời ơi. Ôi, 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 cái này không phải tớ đâu nhá. Tại cậu ấy hết đấy. Ôi, có cái mùi gì vậy? Hey. Có vẻ như mùi phát ra dưới nắp. Chúng ta cần tìm hiểu xem có gì. Ok. Ôi không, đây chính là điều tớ sợ. Đây là con cá mà. Eo ơi, ghê tởm.
cả, đáng ghét. Come on. Nhưng mà không ai hủy thẻ đâu. Oh, no. Trời ơi, tớ phải liếm nó sao? Mano, tớ không phải làm gì cả, tớ may mắn rồi. Cái gì vậy, đau thế? Thôi không sao. Okay. Vậy thì tớ sẽ phải cắn nó sao? Không, không, tớ không làm được đâu. Cậu phải làm thôi. Cái này khó hơn tớ nghĩ đấy. Trời ơi, sợ quá. Nhưng mà tớ có thể làm được. Thêm một phút nữa thôi. Trời ơi, chúng tớ không đợi nữa đâu. Đây, để tớ giúp cậu nhá. Đấy, trời ơi, trông buồn cười thật đấy. Eo ơi, ghê quá, ghê quá. Ơi, thế sao cậu lại làm thế chứ? Đấy, bây giờ thì ăn con cá của cậu đi. Trời ơi, cậu làm cái gì vậy? Ghê quá đi mất. Ôi trời ơi, ghê thật đấy. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết đâu nhá. Cậu á, có cả một đống ở đây này. Ôi, thôi bỏ ra đi. Cậu lại làm vậy? Nào, mở ra nhá. Nào, bắt đầu thôi. Oh, wow. Trời ạ, một chiếc bánh thật là tuyệt vời. Tớ cũng muốn ăn nó. Nhưng mà vẫn còn rất là sớm. Chúng ta còn phải rút thẻ đã. Tớ đang chuẩn bị rồi. Đây nhá. Tuyệt lắm. Oh, tớ được liếm, tuyệt vời. Yeah, tớ được cắn. Còn tớ thì không được làm gì sao? Ê, tại sao tớ lại phải mệt mỏi như thế? Tớ cũng sẽ thử nó. Ôi, trời ơi, ngon quá đi mất. Trời ơi, tớ có thể ăn cái bánh này mãi mãi luôn. Này nhá, cậu bỏ cái tay ra đi. Cái này là thử thách. Trời ơi, tham lam, cậu có thể chia sẻ mà. Tớ một mình đã thấy mệt lắm rồi. Trời ơi, cậu định ăn hết sao? Ôi, ngon thật đấy. Rồi, trời ạ. What? Ê, cậu làm cái gì vậy? Ồ, bánh vẫn còn trên mũi nè, tuyệt. Trời ơi, cậu đã nói đúng. Bánh thực sự rất là ngon luôn ý. Ê, Samantha, cậu có thể cho chúng tôi ăn được không? Cái gì nữa? Trời ơi, cái này là bánh của tớ mà. À, vậy thì cậu nhận lấy đi. Trời ơi, cậu đang làm cái gì vậy? Tớ bây giờ sẽ cho cậu ăn đòn đấy. Thôi đủ rồi. Bây giờ cậu sẽ ăn nhận đủ thôi. Này nhá, ai bảo cậu làm thế? Không bị rồi, không bị rồi. Ê, cậu điên rồi sao? Ôi, tớ thấy tuyệt lắm mà. Ôi, không biết là bên trong có gì nhờ. Ôi, hình như là cái này không ngon rồi. Ôi, cái này ghê quá đi mất, tởm quá. Ôi, kinh quá. Trời ơi, tớ cũng phải cắn nó. Yeah, tớ may mắn rồi. Cớ thì sao? Ok. Ôi, thôi được rồi á, liếm nó thì sẽ không đỡ thế nào. Ôi, cái này thực sự không tệ đâu. Còn nếu mà bỏ cái này ra thì sao? Eo ơi, ghê quá đi mất. Ngửi thấy mùi rồi, ghê quá, nôn mất. Nào, bây giờ thì đến lượt cậu. Úi không, tớ sẽ không làm được đâu. Cái này ghê lắm. Ôi, nhưng mà cậu vẫn phải làm thôi. Ê, tại sao tớ lại không may mắn thế chứ? Ôi, ghê quá đi mất. Ôi, cuối cùng thì cũng có mùi thơm rồi. Ừ, này đúng người đấy. Ôi, các bạn vui mừng sớm quá. Tôi thấy tệ quá. Ôi không, lại là cái đó sao, kinh quá. Trời ơi, làm sao bây giờ? Ui, tớ không làm gì đâu nhá. Nào, chúng ta cùng xem nhá. Ôi trời ạ, húp húp ba, thật là tuyệt vời. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng chia này nhá. Bây giờ sẽ có gì đấy? Ôi trời ạ, tớ không được làm gì sao? Ok. Còn tớ thì vẫn được làm này, thật là tuyệt vời. Ôi liếm sao? Trời ạ, cái này phải nhai chứ. Ờ... Này, nhận này đi, cậu sẽ là người đầu tiên.
Tuyệt, mong là nó sẽ rất là ngon đây. Nào bây giờ á, cùng thử xem như thế nào nhá. Nhưng mà tại sao tớ lại phải mệt mỏi? Tớ có thể liếm hết mà. Như này á thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Ôi, cậu sẽ làm hỏng nó mất. Có lẽ là cậu có thể làm này sao? Trời ơi, bây giờ á, cái này ghê quá đi mất. Thôi, tớ sẽ không ăn nó đâu, kinh lắm. Eo ơi. Trời ơi, tại sao tớ lại phải bạn lây chứ? Ghê quá đi mất, bây giờ thì không ai ăn được nữa đâu. Các bạn ơi, thật là thú vị. Điều gì đó đang chờ đợi chúng ta ở vòng này này. Mình nghĩ các bạn sẽ thích nhà tôi. Bạn sẽ nhận được cả một bầy gian sống. Chỉ cần nhìn chúng dễ thương làm sao. Ôi trời ơi, sợ thế. Mình xin lỗi, nhưng bạn rất phải vẽ thôi. Bạn sẽ phải làm điều này với các đầu ngón tay nhỏ dưới dạng tay cầm. Với sự giúp đỡ của nó, việc sẽ rất thuận lợi cho các bạn. Không bình thường, nhưng bạn sẽ thích nó. Đừng quên, bạn chỉ có một phút. Ôi, tất nhiên mình không muốn nhận dán, nhưng mình vẫn cần phải thể hiện kỹ năng vẽ của mình. Mình nghĩ rằng nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn như này. Ôi, tốt quá. Bởi vì nếu không có bạn, mình sẽ không biết sao chép từ ai. Trời ơi, cái gì đây? Trời ạ, bút gãy rồi, mình phải vẽ bằng cái gì bây giờ? Chính xác, mình có một cái mài mà. Mình hy vọng nó sẽ giúp mình. Ôi, đẹp chưa này? Bây giờ mình có thể vẽ lại. Chuyện gì đang xảy ra với cả cái máy vậy? Ôi không! Bây giờ mình phủ đầy mún cua. Nhưng mình đã mài được cái bút chì rồi. Bây giờ mình chỉ còn cách thổi hết mùn và lấy giấy để nhanh chóng vẽ thôi. Sẵn sàng rồi. Ê, bạn cho phép mình làm điều gì vậy? Bây giờ mình chỉ toàn mùi cua thôi. Không sao, đừng lo, mình sẽ giúp bạn. Ôi, cảm ơn rất nhiều. Ôi, bạn thật là tuyệt. Đương nhiên sau này mình sẽ không phụ lòng người. Cái gì đấy? Giấy đến từ đâu vậy? Julie, bạn có thể ngừng ném không? Thì sao để mình yên? Trời ơi, bạn không hiểu rằng mình đang vẽ tranh sao? Bạn thấy đấy, mình không thể bị phân tâm mọi lúc. Được rồi, mình sẽ đổ hết ra. Wow, bạn có một bức vẽ đẹp làm sao? Có lẽ mình sẽ đưa bạn ấy đi. Ê, bản vẽ của tớ đâu rồi? Sắp kết thúc thử thách rồi. Ừ, bạn đã hoàn toàn đúng. Thử thách này đã kết thúc. Đến lúc xem như gì bạn vẽ được nào. Vita, bạn có thể làm tốt hơn đấy. Mình không thích lắm. Mila, thế bài của bạn đâu? Mình sẽ không được đâu. Bạn chắc chắn sẽ không thắng. Julie, bạn làm cho mình hạnh phúc đấy. Mình thực sự rất thích bản vẽ của bạn. Bởi vì bạn ấy lấy của mình. Dừng lại, các bạn gái. Đừng có mắng nhau nữa. Điều gì đang xảy ra vậy? Mặc dù mình không muốn giải quyết vấn đề các bạn, mình có đủ của mình mà. Mila, bạn sẽ nhận được dán. Bạn đã phải cố gắng chứ. À, tệ thật đấy. Trời ạ. Wow, mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều dán của một lúc như vậy. Nhưng mà có gì nằm ở dưới thế kia? Trông giống như một cái gì đó rất sáng bóng. Wow, đó là một chiếc nhẫn với một viên kim cương thật. Ôi, mình may mắn lắm sao. Ôi, vẻ đẹp thực sự. Ôi, đẹp thật đấy. Các bạn, lần này các bạn sẽ có một giải thưởng bất ngờ hơn. Bạn có yêu thích hải sản không? Vì trong ngày, bạn sẽ nhận được một con bạch tuộc nhầy nhụa và rất là dễ thương. Trời ơi, bạn đùa mình sao? Ồ, bạn sẽ vẽ với những cái loại sơn như trên kính vậy. Hy vọng bạn sẽ làm được. Một phút của bạn. Bắt đầu. Khi còn nhỏ, mình thường vẽ với những màu sắc như vậy. Vì vậy, rất là đơn giản và chiến thắng. Trời ạ, trông giống như một vết nhơ vậy. Cần phải xóa nó mới được. Ồ, làm sao có thể làm hỏng công việc của mình nhanh như vậy? Bây giờ mình sẽ vẽ một cái gì đó thực sự rất thú vị. Có lẽ giải thưởng của chúng ta sẽ là một con bạch tuộc rất đáng sợ, nhưng thậm chí có thể vẽ được dẹp và dễ thương. Ôi, trông có vẻ rất là được. Mình hoàn toàn đồng ý với Mila. Ngoài ra, con bạch tuộc đã được vẽ càng tốt thì càng ít có khả năng nhận được một con thật. Ôi, mình hết màu xanh rồi. Hy vọng Mila sẽ không phiền nếu mình mượn nó một chút. Ê, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đã cho phép bạn chưa?
Hãy xem bạn thích nó như thế nào khi lọ sơn này của bạn sẽ là mãi mãi nhé. À, đây mới là trò đùa tuyệt vời. Ôi không, trời ạ, tại sao lại dính như này? Ôi, thôi được rồi, lúc đầu cần phải vẽ đã. Vita, bạn vẽ gì vậy? Nó dường như một cái gì đó rất rùng rợn, một cơn ác mộng. Nói một điều như vậy rất là bất lịch sự đấy. Mình phải dạy cho bạn một bài học thôi. Bạn thực sự không thể nói với kính vỡ được mà. Không, làm sao bây giờ? Mình không muốn, trời ạ. À, mặc dù keo có thể giúp mình chơi khăm để giúp ích mà. Ý tưởng tuyệt vời đấy. Các bạn, hết thời gian rồi. Để đến lúc phải thể hiện bản vẽ. Julie, bạn thật là thông minh. Hóa ra không thể nào mà tin được. Vita, nhưng trên cái của bạn tại sao lại có cái gì kinh dị vậy? Thật không may, điều đó không tốt. Mila, mình cũng mong đợi rất nhiều từ bạn đấy. Tại sao bạn có thể làm vỡ thế này vậy? Mình rất buồn. Mình sẽ rất công bằng nếu cả hai người tham gia đều nhận được con bạch tuộc. Nhưng người đã không quan tâm đến các quy tắc của thử thách. Vita và Mila, bạch tuộc của bạn. Chính xác, hãy ăn nó thôi. Còn mình sẽ nhìn và cười. Bạn không thể phủ nhận, bạn vẫn phải nuốt một con bạch tuộc thôi. Mình sẽ thử. Thật là kinh tởm. Mình không nghĩ nó lại tệ như vậy. Bây giờ mình thậm chí còn thấy sợ hãi hơn khi thử nó. Ồ, thực sự là rất là kinh tởm. Julie, bạn đang cười cái gì vậy? Mình sẽ không để bạn cười đâu. Vita, mình đề nghị cho Julie thấy người có tiếng cười cuối cùng nhá. Mình hoàn toàn ủng hộ. Julie, nhận lấy đi. Ê, bạn đang làm gì vậy? Thật là ghê tởm. Trời ơi, bây giờ mình có xúc tu thay vì tao. Trời ạ, bây giờ mình phải bỏ cái mùi này bằng sao giờ? Vòng 3 của thử thách này sẽ như thế nào nhỉ? Lần này các bạn là người may mắn với giải thưởng rồi. Hãy xem, con chó dễ thương này. Một trong bạn sẽ nhận được nó. Nhưng mà bạn phải vẽ một thứ gì đó rất khác thường. Hãy trang điểm cho mình trông giống như chú chó đáng yêu này nhất. Và điều này có chính xác là 1 phút. Bây giờ bắt đầu. Nào, mình không để thua được. Mình thực sự muốn kết bạn với con chó đó. Mình cũng muốn. Vì vậy phải nhanh lên thôi. Ôi, tất cả chúng ta đều có một người bạn suốt ngày như vậy. Mình đã từng vẽ trang điểm cho chó. Mình không nghĩ rằng kỹ năng này có thể hữu ích với mình đâu. Wow, bạn ấy đang vẽ rất là đẹp đấy. Cần phải sửa cần thôi. Ê, bạn đang làm gì vậy? Bạn đã làm hỏng mọi thứ rồi. Tôi xin lỗi, tôi không phải lỗi của mình. Bạn biết đấy, nhận lấy đi. Bây giờ bạn sẽ biết cách ngăn mình vẽ. À vậy chứ gì, vậy thì bạn cũng sẽ nhận được thôi. Hãy để mọi thứ yên đi. Tại sao bạn lại không yêu mình? Ôi, các bạn thật là đáng sợ. Bây giờ các bạn trông giống như con chó thật. Giống như ma vậy. Ồ, hết giờ rồi. Đến lúc quyết định xem ai sẽ trở thành chủ nhân của con chó này nhá. Vita trông thật là khủng khiếp. Ôi baby, bạn không cần xem này đâu. Mila, bạn cũng không khá hơn. Ôi, trang điểm của bạn tất nhiên là quá đáng sợ, nhưng vẫn không giống một con chó nào. Julie của bạn thì trông thật là tuyệt. Bạn vừa có một người bạn mới đấy. Hoan hô. Ôi, nhìn bạn ấy đẹp lắm sao và dễ thương lắm sao. Các bạn xem gì vậy? Mình đang phải chiến thắng một cách nào đó chứ. Ôi, sao bốc mùi vậy? Ôi không, chú chó dễ thương đặc biệt dùng chiếc bánh này để cảm ơn mình hay sao ấy. Thật là kinh tởm. Ôi, chú chó là của mình, còn bạn sẽ được chiếc thải của nó. Công lý đã thắng rồi. Các bạn gái, trong vòng này các bạn sẽ tìm thấy một giải thưởng rất lớn. Nhìn xem chiếc bóng cổ tuyệt vời này đẹp làm sao. Và một trong số các bạn sẽ nhận được nó thôi. Và bạn sẽ vẽ bằng những cái chai này. Trong đó có keo màu và lấp lánh. Mình nghĩ rằng nó sẽ rất là tuyệt vời. Thời gian bắt đầu. Đi nào. Mình biết chắc rằng mình sẽ trở thành tình nhân của sợi dây chuyền này. Lần này mình sẽ còn các bạn gái không chỉ phù hợp với trạng thái. Làm nào mà để nặng cái thứ keo ngốc này ra vậy? Ôi không, trời ạ, bị thiệt hại rồi. Làm nào bây giờ để bỏ nó ra? Có lẽ nó có thể sơn lên những người khác. Ôi không, không có gì cả. Ôi không, trời ạ, Julie, chuyện này không vui đâu. Mình sẽ cho bạn ngay bây giờ đấy. Ê, đừng chạm vào mình đang vẽ. Bọn mình không biết làm nào để vẽ một chiếc vòng cổ cả. Những người khác cũng không nên lấy nó. Mila, đừng xúc phạm nhé. Nhưng bạn cần phải cảm thấy sức mạnh của loại keo này.
Ôi, mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo. Mình chỉ cần thêm một vài giọt keo màu đỏ nữa thôi. Thật là đáng kinh ngạc. Ôi, cái gì đấy? Tại sao cái lọ này lại dán vào tay mình? Julie lại là cậu sao? Không, không. Đó là bạn ấy đấy. À, vậy chứ gì. Vậy thì mình sẽ thể tìm hiểu loại kem này tốt như nào nhá. Nhưng không phải trên bàn tay mà trên khuôn mặt. Nó dành cho bạn đấy. Ôi, mình nghĩ bạn ấy rất hợp đấy. Cứu. Hay bỏ nó ra ngay khỏi mình. Ôi không. Trời ạ, bây giờ mình không còn cả lông mày nữa. Em yêu, trời ạ. Ôi Mila, tại sao bạn có thể làm như vậy mình? Bây giờ mình sẽ cho bạn biết tay. Dừng lại, hết giờ rồi. Cho chúng mình thấy bạn đã làm được gì đi. Vita, bạn lại đang bay ở đâu vậy? Đây là một công việc khủng khiếp. Trời ạ, đừng có buồn nhá. Julie, trông bạn không khá hơn đâu. Các bạn, chuyện gì đang xảy ra với các bạn vậy? Các bạn có thể vẽ mà. Mila, thật tốt khi bạn luôn làm mình hạnh phúc. Mình nghĩ không ai có thể nghi ngờ rằng giải thưởng thuộc về Mila. Xin chúc mừng. Wow, đẹp thật đấy. Bây giờ mình sẽ là người con gái đẹp nhất trong vòng tròn. Julie, bạn có muốn vậy không? Bạn có muốn mình cho bạn thử không? Tất nhiên là có rồi, nhưng mình vẫn sẽ là không cho. À, bạn lừa mình chứ gì? Sẽ không ai nhận được nó đâu. Trời ạ, à, bạn đã làm gì vậy? Trời ạ, à, mình đã cảm giống như nàng công chúa. Ôi, nó thật là đẹp. Ôi, các bạn ơi, các bạn mà nhìn thấy mặt không hài lòng của mình thì trông buồn cười lắm ý. Tại sao mọi người có nhiều vậy? Còn tớ chỉ có một cái Twix thôi. Tớ hy vọng ít nhất là nó ngon. Ôi, thử nào. Ê, xem cậu vứt rác đi đâu nhá. Thì cậu sẽ làm gì? Đừng có rên rỉ như con gái nữa. Và nói chung là tớ đã tìm ra cách để chia sô-cô-la thành nhiều phần ngon rồi. Một chiếc cưa sẽ giúp tớ trong vấn đề này. Cậu sẽ nhận được tớ ngay bây giờ. Đủ rồi, trời ơi, đừng chạm vào chúng tớ. Ôi, tớ cũng không muốn chạm đâu. Cái cưa này đã thiết kế để cho sô-cô-la. Các cậu không có gì đâu. Ôi, nhưng chúng tớ vẫn tổn thương đây này. Tổn thương? Đó là Twix mà. Vì vậy, mòn mảnh vụn đều quý giá. Ôi, ngon lắm sao. Lâu lắm rồi tớ chưa ăn Twix rồi. Hóa ra nó rất là tuyệt vời. Sao? Bây giờ đến lượt tớ ăn sô-cô-la rồi. Nhưng trước tiên cần phải loại bỏ giấy kẹo này đã. Còn bây giờ thì có thể ăn rồi đấy. Ồ, wow. Tại sao cậu lại tháo ăn vậy? Twix thực sự ngon như vậy sao? Tất nhiên rồi. Các bạn biết là có gì hợp và tốt hơn với sô-cô-la không? Với sữa chứ còn với cái gì nữa. Ây, tại sao cứ ném hết mọi thứ vào người tớ vậy? Tớ không thể tưởng tượng được nó ngon như thế nào đâu. Sô-cô-la sữa, sô-cô-la thanh. Ôi, rất là nhiều sô-cô-la, tuyệt vời quá. Ê, các bạn đang xem gì vậy? John, cậu cũng có thể bắt đầu mà. Tớ nghĩ ra một ý tưởng rất tuyệt vời. Chỉ ăn sô-cô-la thì quá nhàm chán. Tuyệt vời hơn nếu mà xây một tòa tháp khổng lồ từ chúng. Nutella hoàn hảo như một yếu tố kết nối. Đấy, như thế này. Thơm quá. Thử thôi nhớ. Oh wow, John, cậu là một người xây dựng thực sự. Chàng trai nào cũng biết xây dựng hết. Đặc biệt là khi nói đến tháp sô-cô-la. Và các bạn gái phải biết ăn mọi thứ mà các chàng trai xây ra. Đúng không? Chúng ta thử nhé. Ê, các bạn đang làm gì vậy? Tại sao tháp lại di chuyển vậy? Ôi, John, xin lỗi nhá. Ôi, sô-cô-la ngon quá. Thôi ổn, chiếc mũ bảo hiểm đã cứu tớ. Ồ, wow, cậu có bao nhiêu là bim bim kìa. Nhiều. Không đâu. Trời ạ, à, của các bạn có nhiều bim bim. Tớ chỉ có một cái bim bim thôi. Tớ chỉ có nhìn thấy nó bằng kính lúp thôi đây này. Ôi, nhìn trông rất là ngon. Tớ nghĩ nó sẽ rất là ngon.
và rất 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 nhỏ. John, bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Ôi, cuối cùng tớ ôm đến luật. Tớ thực sự đang rất rất đói đây. Ai đóng bim bim kỹ như vậy? Ôi, thậm chí không ai có thể mở được. Ôi, cần phải trợ giúp thêm ở đây. Tốt rồi, bây giờ là một cái khác. Bây giờ tớ sẽ cho các bạn xem phải ăn như thế nào. Một phát. Rồi này, đến đây. Ôi, ngon quá. Ôi, nhưng mà... Bim Bim làm cậu ấy ngã rồi. Bây giờ tớ cũng có thể ăn đồ của tớ rồi. Ai? Ôi, đủ rồi. Tớ đang đau đầu rồi mà. Ôi, tớ không thể làm bất cứ điều gì. Bim Bim quá là ngon. Ôi, tớ sẽ có chiếc mũ bảo hiểm để cứu tớ. Tớ không cảm thấy gì. Nhưng tớ biết làm nào chúng ta có thể dạy cho cậu một bài học. Chỉ cần phá vỡ cái tháp của bạn ấy thôi. Ôi, ngon quá. Và rất là nặng. Ừ, em à, cậu không may mắn với kẹo rồi. Cảm ơn ông rõ ràng. Nếu không có cậu tớ không hiểu đâu. Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Ngay cả một chiếc kẹo nhỏ nhất cũng có thể phát triển trước mặt chúng ta nếu sử dụng công nghệ hiện đại. Như này này. Đấy, iPhone. Ồ, wow, tớ không nghĩ điều này có thể đâu đấy. Tất nhiên là có thể rồi. Và nó rất là ngon đấy. Sao? Bây giờ đấy là các bạn ăn rồi đấy. Thank you. Ồ, bây giờ tớ sẽ ăn tất cả mọi thứ một lần luôn. Ôi, chúng tớ thì đã sẵn sàng, nhưng rõ ràng cậu thì chưa. Nhưng mà ở trên bàn này vẫn còn kẹo này. Ê, bỏ tay ra, đây không phải Skittles của cậu, nó thuộc về tớ và chỉ có tớ thôi. Tuy nhiên, tớ không thể quyết định xem bắt đầu với màu nào. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này với sự giúp đỡ của sổ số. Nào, kẹo đầu tiên sẽ ăn cái nào đấy? Nào, tớ lấy cái đầu tiên nhé. Xanh. Yeah, bắt đầu thôi nào. Ngon thật đấy, đổ cả vào mồm thôi. Tuyệt vời. Và tiếp theo, tớ sẽ chỉ ăn mọi thứ cùng một lúc thôi. Ồ, cái này hay thật đấy. Chắc là bên trong cũng sẽ có cái gì cho tớ. Ồ, wow. Trời ạ, cả một cái kẹo to đùng. Và bên trong còn có nhiều kẹo hơn đây này. Tuyệt vời quá. Sổ số ma thuật. Ôi, tớ cũng muốn. John, cho tớ kẹo đi. Ôi, tớ không kịp lấy rồi. Thôi được rồi, tớ sẽ chia sẻ với các bạn vậy. Tớ rất là tuyệt vời, nên là tớ sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Vậy là một lần nữa mọi người đều may mắn ngoại trừ tớ. Tớ chỉ có một cái con mắt thôi. John, cậu đang cười cái gì vậy? Có lẽ chỉ có một cái mắt nhưng mà nó sẽ vẫn rất là ngon. Tớ nghĩ Emma cho tớ một ý tưởng tuyệt vời để chơi khăm đây này. Một con mắt bị lôi ra, không ai có thể chịu được đâu. Trời ơi, nhìn tớ đã làm gì thế này? Ôi, bây giờ tớ chỉ có một mắt thôi. Ôi, sợ quá, bỏ nó ra, bỏ nó ra. Ôi, ôi, cứu tôi với. Ôi, tại cậu đấy mà mọi người đã phải chịu đựng. Ôi, phim hay quá, trời ạ. Ê, cái này là cái gì đấy? Thank you. Come on. Ôi, sau những cái trò chơi khăm đáng sợ như này, tớ rất cần một con mắt này để ăn thôi. Tớ đồng ý, tớ sẽ không nói không với món ngon như thế này đâu. Ôi, ngon thật đấy, mình sẽ ăn hết nhá. Tuyệt vời. Ngon quá. John,
Thế sao cậu chờ gì vậy? Không, tớ chờ gì nữa. Tớ chỉ có ý chí, không giống như các bạn đâu. Nhưng mà các bạn nói đúng, kẹo thực sự rất là ngon. Ôi, có lẽ cậu muốn chia sẻ với chúng tớ không? Ồ, cả tớ nữa, chúng tớ là bạn bè mà. Các bạn đừng đánh nhau, dù sao tớ cũng sẽ không nói cho ai đâu. Ôi, xin đấy. Tớ đã nói là không rồi mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ôi, tớ nhìn rõ quá. Trời, hãy nhìn kìa. Ôi,